Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Cô Ba Trà của nhiều tác giả. Phần 1. Cô Ba Trà. Cô Ba Trà tên thật là Trần Ngọc Trà, sinh năm 1906. Khi đặt chân lên đất Sài Gòn chỉ mới 16 tuổi, xuất thân từ làng quê nghèo Cần Được, Long An. Từ khi sinh ra và lớn lên cho tới tuổi 16, cô Ba chỉ biết đi chân đất và bắt ốc, hái rau ngoài vườn. Cuộc sống cơ cực, thiếu thốn. Từ khi mất cha, cô Ba Trà liên tục phải chịu cay đắng với những trận đòn roi không ngớt của mẹ. Sau đó bị bên nội hắt hủi, cô Ba bỏ quê lên Sài Gòn làm người giúp việc nuôi thân. Nhưng cuộc đời của cô gái 16 tuổi không bằng phẳng trôi theo cái kiếp làm thuê làm mướn, mà lại sớm vướng vào một bi kịch cuộc đời ngay những ngày đầu đời. Những biến cố trong cuộc sống thuở thiếu thời góp phần hình thành nên tính cách của người đẹp đất Nam Kỳ sau này, coi đời lạnh như băng. Với nhan sắc hiếm có của mình, cô lần lượt đốn ngã hàng loạt những tay chơi hào hoa, giàu có bậc nhất. Trong đó có cả công tử Bạc Liêu ăn chơi khét tiếng một thời của Lục Tỉnh. Trong ký ức của người miền Nam thời bấy giờ, Trần Ngọc Trà là đại mỹ nhân trăm năm có một. Với dung mạo xinh đẹp, cô Ba nhanh chóng trở thành hoa khôi Sài Gòn, được mệnh danh là ngôi sao Sài Gòn. Cánh báo chí nhà văn thời ấy đã tốn biết bao nhiêu giấy mực để miêu tả vẻ đẹp của cô Ba Trà. Cô ấy đẹp lắm, đẹp đổ quán siêu đình, đài cát như một bà hoàng. Quần áo lụa cùng màu, có hoàng khăn von mỏng, ngồi trên xe mui trần, lượn trên đường phố Sài Gòn. Vẻ đẹp đó làm mê hoặc bất cứ người đàn ông nào, bao gồm các tay chơi hào hoa khắp cả Nam Vang, Bangkok. Học giả Vương Hồng Sển, người cũng từng si mê nhan sắc của Ba Trà, đã viết trong cuốn Sài Gòn Tả Bí Lù rằng: những ai được quen biết hay được cô hạ cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp. Cô Ba Trà có một cái thú tiêu khiển rất đàn bà, đó là mê hột xoàn, kim cương. Cho nên mỗi lần vua cờ bạc Sáu Ngọ hoặc Hắc Bạch công tử dẫn nàng đi lên lầu của thương xá Tass, góc Nguyễn Huệ và Lê Lai ngày nay, hoặc là tới cửa hiệu Alphana Kim Thịnh, cô nàng chỉ dây kim cương nào trong tủ kính thì y như rằng các tay chơi kia đều gật đầu đồng ý cái rụp, để rồi xỉa rèn rẹt những tờ giấy cent, tờ giấy 100 Đông Dương ra trả mà không cần thắc mắc. Nhưng cô Ba Trà không dừng ở thú vui đó, cô có thú vui tiêu khiển, nguy hiểm hơn rất nhiều, đó là thuốc phiện. Để rồi những chiếc nhẫn kim cương, những chiếc vòng ngọc thạch và những món trang sức đắt tiền được các tay chơi ưu ái tặng cũng đã bay theo khói thuốc. Phần 2. Chơi ngải và bị ngải hành. Hầu hết những tay chơi phần ấy đều làm bạn với nàng tiên nâu theo một cái mốt thời ấy gọi là mốt ăn chơi thời thượng. Cô Ba Trà đã bị lây cái bệnh gọi là mốt thời thượng ấy, cho nên hầu như ngày nào cô cũng đi theo những tay trọc phố ấy tới những động của ả phù dung, để rồi cầm ống hút hít ro ro, mắt lờ đờ nhìn theo những cuộn khói trắng như dung nhan của nàng tiên nâu. Ba Trà lúc đầu chỉ hút vì ham vui, rồi dần dần bị nghiện. Để rồi nếu ngày nào đúng giờ đúng giấc mà không có khói thuốc thì không chịu nổi và bắt đầu lệ thuộc nặng vào nó. Bởi vậy khi cùng đi với các tay tình nhân ăn chơi trác táng nổi danh kia thì họ bao cho hút. Lúc vắng họ thì chính cô Ba đã tự sắm ống hút đem về nhà đặt trong phòng riêng, và mua những hộp thuốc phiện đắt như vàng đem về nhà tự thả hồn theo mây khói. Dần dần Ba Trà trở thành bạn tri kỷ, hay nói đúng hơn là một thứ nô lệ của nàng tiên nâu, để rồi những chiếc nhẫn kim cương, những chiếc vòng ngọc thạch và những món trang sức đắt tiền được các tay chơi ưu ái tặng cũng đã bay theo khói thuốc. Ba Trà đã từng tuyên bố rằng của thiên trả địa, mà có được của ông trời để trả cho ông đất là đã quý lắm rồi, cần chi thắc mắc. Hậu quả là một năm sau, Tức Tính từ chuyến đi qua Xiêm để thỉnh Ngải về và được đồn thổi là nhờ Ngải, cho nên các đại gia càng ngày càng mê Ba Trà, thì cũng là lúc Ba Trà xính rính với những hiện tượng mà chính cô cho rằng đã bị Ngải hành. Có lần Ba Trà thú thật với vài người tâm phúc, khi thỉnh Ngải và cho Ngải xâm nhập vào cơ thể thì ông thầy Ngải xứ Simla đã đưa ra những điều răn đe rất nghiêm khắc rằng đã chuộc Ngải vào thân rồi thì không được làm cho cơ thể ô uế, không được để cho đàn ông hành hạ thân xác, không được ăn uống những thứ thịt thà cấm kỵ như thịt trâu, thịt rắn, thịt rùa, thịt chó. Và nhất là không được uống huyết tươi, không được chui qua xà quần áo, không được bước dưới những nơi mà trên đầu có chất ô uế như cầu tiêu, cầu tiểu. Nhưng làm sao cô Ba Trà tránh được những thứ đó khi cô có trong tay hàng chục người đàn ông lúc nào cũng muốn được hưởng cơn đam mê từ thể xác cô. Mà họ thì đâu phải ái ân một cách bình thường. Rồi sau những cuộc nhậu bí tỉ, sau những cơn say thuốc tơi bời, thì Ba Trà hầu như lúc nào cũng vùi đầu vào những buổi tiệc thâu đêm suốt sớm. Bởi vậy Ba Trà lại phải quay qua sang Xiêm lần thứ hai, đúng ra là sau lần chính thức chuộc Ngải ấy để cầu cứu ông thầy Ngải Xiêm. Và đến lúc ấy nàng ta mới nghe được một chuyện rùng mình. Ông thầy Ngải cho biết là mối tình vọng cá của cô đã bắt đầu ghen tuông và đã cho người tìm về tận Sài Gòn để truy tìm cô, ngăn chặn không cho cô rơi vào vòng tay của những người đàn ông khác. Điều này thì làm sao được đối với một người như Ba Trà, cho nên cô đã hỏi thẳng ông thầy Ngải rằng liệu có cách nào để cô thoát được người tình vọng cá kia hay không. Thì ông thầy này lắc đầu than thở. Cô nên nhớ rằng đàn ông Xiêm họ chơi bùa Ngải gấp chục lần cô, cho nên cô liệu mà tìm cách đối phó, tốt hơn hết là cô nên xa rời những người đàn ông bên xứ cô đi. Lời khuyên ấy chẳng khác nào bản án tử đối với Ba Trà, cho nên cô lặng lặng bỏ xứ Xiêm trở về nước và toan tính một cách cho ổn thỏa. Cô lơi dần những mối tình thâu đêm suốt sáng để chỉ giữ lại bên cạnh những mối tình lớn, tức là những người đàn ông có thế lực và tiền của dồi dào hơn để cung phụng cho cô tiếp tục cuộc sống. Ba Trà thời ấy có hai thứ nghiện khá nặng, đó là nghiện thứ nhất là nghiện đàn ông và cái nghiện thứ hai là nghiện thuốc phiện. Nhưng có một cái nghiện thứ ba âm thầm lặng lẽ, vô hình mà cô không ngờ tới, đó là bị bùa Ngải hành. Theo lời thú nhận của Ba Trà sau này thì trước kia không có, nhưng kể từ lúc đi Simla về thì cô phát hiện ra là mỗi lần cô bị những tay đàn ông vùi dập thân thể với đủ cách theo kiểu phương Tây thì y như rằng cô bị một cơn bệnh gì đó hành hạ đến chết đi sống lại. Cô Ba Trà quyết định về Cần Thơ bên người tình họ Lâm đang làm phó giám đốc một ngân hàng tại Tây Đô xứ Cần Thơ để ẩn dật. Và có lẽ đây là một bước ngoặt lớn nhất trong đời Ba Trà và cả cho anh chàng họ Lâm tội nghiệp kia nữa. Khi Ba Trà bám riết anh chàng và định quy ẩn luôn ở xứ Cần Thơ, thì vua cờ bạc Sáu Ngọ, rồi Bạch Công Tử và hàng tá những tay tình nhân khác đều truy ra và mò tận đến nơi để thực hiện nhiều cuộc ghen tuông long trời lở đất xứ Tây Đô ấy. Nhưng cũng không nguy hiểm bằng một mối nguy khác đến từ Simla. Nghe nói khi cô Ba Trà phát hiện ra những người đàn ông lạ với nước da lạ, nói chuyện giọng lạ thì cũng đã trễ rồi. Bởi đó chính là tay chân thủ hạ của người tình vọng cát, từ các nước Simla phái tới để truy tìm cô. Ba Trà chẳng còn cách nào hơn nên bàn với người tình họ Lâm tìm cách đưa cô về Rạch Giá, thậm chí về luôn xứ Hà Tiên xa xôi để tránh mối họa mà cô đã đánh hơi được là nó đã kéo sầm sập tới rồi. Tội nghiệp người tình họ Lâm kia vốn thương Ba Trà hết lòng cho nên nghe theo. Ông trở về Rạch Giá trước và theo kế hoạch là sẽ đón Ba Trà về đó để sinh sống, coi như một cách để dứt hẳn Ba Trà ra chốn ăn chơi xài thành kia. Ông ta đã xây cho một biệt điện tại một ngôi làng nhỏ trên con đường tỉnh lộ từ Rạch Giá đi Hà Tiên vào khoảng những năm đầu của thập niên 40. năm 1940. Ở đoạn đường vắng giữa Rạch Giá và Hà Tiên mọc lên một ngôi nhà ngói loại thật to đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên bàn tán xôn xao. Đầu tiên người ta cứ ngỡ ngôi nhà đó là của một tay quan Pháp nào đó, hoặc ít ra cũng là một tay có thế lực trùm thời ấy mới xây nổi như vậy. Nếu mọi người hiểu rằng họ Lâm xây ngôi nhà hoành tráng ấy chỉ để làm chốn hưởng nhàn, hưởng lạc với một hoa khôi xứ Sài Thành thì sẽ ngạc nhiên không ít. Ngôi nhà xây xong thì xảy ra cuộc chiến tranh của toàn dân chống thực dân Pháp, cho nên con đường tỉnh lộ từ Rạch Giá đi Hà Tiên cũng bắt đầu bất ổn. Tuy nhiên không phải bởi sự bất ổn do tình hình chiến sự, mà bỗng dưng ngôi biệt điện ấy bị bỏ trống nhiều ngày không thấy khánh thành khai trương, mà sự vắng chủ lại do một nguyên nhân kỳ bí khác mà sau này thiên hạ mới biết. Lúc đầu Ba Trà không nghĩ tới đó là cơn hành của bùa ngã gì đâu, mà chỉ nghĩ do cô nghiện á phiện cho nên thân xác mới bị như thế. Nhưng dần dần cô bắt đầu hiểu ra, cho nên cô quyết định chấm dứt những cuộc tình nóng bỏng ở Sài Thành hoa lệ, rồi lén về Tây Đô xứ Cần Thơ, nơi người tình họ Lâm đang làm phó giám đốc ngân hàng của Pháp, với mục đích là chỉ bám duy nhất cái anh này thôi, bởi dẫu sao anh ta cũng là người trí thức và có cuộc sống lành mạnh, đàng hoàng, nên có lẽ nhờ thế mà cô sẽ không phải chiều chuộng những cơn ái ân trụy lạc quá trớn của những tay kia. Họ Lâm xây xong ngôi nhà chưa kịp rước nàng về dinh thì bỗng một hôm có hai người đàn ông lạ tìm tới. Họ xưng mình là khách lữ hành, đi ngang qua lỡ đường, xin dừng chân nghỉ ngơi và xin nước uống. Nhưng đó lại là mối họa từ nước Simla mang tới mà họ Lâm không hề hay biết. Chỉ đến một hôm trước khi định cho xe về Sài Gòn rước hoa khôi Ba Trà về lâu đài tình ái, thì họ Lâm đích thân về đó ngủ trước một đêm. Những gì xảy ra trong đêm hôm đó đã khiến ông ta vừa kinh hoàng, vừa không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đến sáng ngày hôm sau thì đột nhiên trọc phú họ Lâm biến mất khỏi biệt điện của ông ta. Thậm chí người quản gia giúp việc nhiều năm cho ông ta cũng hết sức ngạc nhiên bởi sự biến mất đột ngột của ông chủ mình. Và rồi ngày hôm sau, nhiều ngày sau nữa, ngôi nhà rồi cũng đóng cửa luôn khi chính lão quản gia cũng đột nhiên biến mất. Ngôi nhà to lớn đóng kín cửa mà không rõ lý do, rồi 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, cho đến 1 năm sau nữa, người chung quanh vẫn không thấy chủ nhân ngôi nhà trở về. Trong lúc này thì tại Sài Thành hoa lệ, cô Ba Trà đang lâm vào những ngày tàn tạ không tưởng tượng nổi. Cô hoa khôi sắc nước hương trời từ lúc nào cũng có cả chục tay chơi hay tỷ phú quỳ mọp dưới chân để sủng ái và cung phụng đủ thứ trên đời, đột nhiên bị bỏ rơi. Họ bỏ đi mặc dù lúc ấy Ba Trà đã chuyển sang một cách khác để giữ chân họ, bằng cách lập nên một động tiên mà dân Sài Gòn thời ấy gọi là Nguyệt Tiên Cung. Ở một con đường giữa một trung tâm Sài Gòn, nơi này chuyên cung phụng xác thịt cho đàn ông, mà xác thịt ở đây không ai khác là cô Ba Trà và một vài bạn hữu của cô cũng thuộc hàng hoa khôi đất Sài Thành hoa lệ. Đồng thời đó cũng là một cái động tiên để các tay nghiện nàng tiên nâu đi mây về gió, cũng là chốn để sóc đĩa hốt me, đánh đủ thứ loại bài, vậy mà đàn ông cứ xa dần cô. Trở lại chuyện nhà trọc phú họ Lâm, người ta tìm hiểu thì mới biết sở dĩ ông ta bỏ ngôi nhà đồ sộ kia để ra đi không một lần trở lại là do ngay đêm ông ta ngủ ở nhà đã phải chứng kiến một cảnh kinh hoàng đến không thể nào tưởng tượng nổi. Sau này khi người quản gia đột ngột trở lại, đi cùng một người đàn ông lạ khác thì sự việc mới được hé lộ. Chính ông quản gia đã kể lại rằng sở dĩ nhà trọc phú họ Lâm phải bỏ của chạy lấy người là do đêm ông ta ngủ lại trong ngôi nhà thì đã bất ngờ chứng kiến một cảnh ghê rợn ngoài sức tưởng tượng. Ông ta đang ngủ thì bị đánh thức bởi những tiếng động kỳ lạ. Rồi khi ông ta bật đèn lên thì gần như muốn đứng tim khi thấy dưới nền nhà có những sinh vật đang lay động, đồng thời có con còn cất cao đầu bành mang, bạnh má để phát ra những âm thanh phì phò, rúc rít nghe đến rợn gáy. Nhìn kỹ lại thì đó là những con rắn đủ màu sắc, đủ loại trên đời, mà có lẽ đó là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng nhà trọc phố họ Lâm nhìn thấy được. Lời kể của ông quản gia tới đó thì dứt. Ông không thể tiếp nữa mà vội quay sang người đàn ông cùng đi với mình, nói để mọi người biết ông này là một thầy ngải, kim thầy thuốc rắn nổi tiếng ở Simla mới vừa về. Sau khi nghe ông ta kể về hiện tượng hàng ngàn con rắn hiện ra, khiến cho ông trọc phú họ Lâm phải vứt hết bỏ luôn ngôi nhà hoành tráng, ông thầy ấy đã tự tình nguyện cùng với ông về ngôi nhà và tuyên bố rằng mình sẽ trừ khử ngay chuyện lạ có 102 ấy. Người đàn ông lạ được giới thiệu là thầy ngải, kim thầy thuốc rắn ấy không nói gì thêm, mà lẳng lặng đuổi hết mọi người đang hiếu kỳ, bu lại ngôi nhà bỏ hoang nhiều năm ấy ra khỏi. Rồi ông bắt đầu công việc. Công việc của ông ta là trừ cái hiện tượng mà lão quản gia đã kể lúc nãy, tức là trừ những con rắn kỳ lạ xuất hiện trong ngôi nhà, khiến cho ông chủ Lâm sợ hãi. Đầu tiên ông này lấy ra 3 cái bao bố lớn, loại chứa được 50 kg gạo, rồi bước tới một góc nhà, nơi có một cái ngách nhỏ giống như cái hang chuột. Ông ta chỉ cho người quản gia rồi bảo rằng mọi điều bí ẩn nằm dưới cái hang đó. Rồi ông ta khoáng bùa hay thổi ngải gì đó xuống cái ngách, xong dùng tay vỗ lên miệng hang 3 cái, rồi ngồi đó nhắm mắt lại như ngồi thiền. Để rồi sau đó nửa phút, từ dưới hang bò lên những con rắn đầu tiên, rắn đen có, vàng có, rằn ri đủ màu sắc có. Nhưng tất cả đều lờ đờ như ngây dại, xếp theo thứ tự bò lên khỏi hang, rồi cứ nhắm vào cái miệng bao lão đàn ông kia mở sẵn ra để chờ, và chúng tự động bò hết vào đó. Có lẽ đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau, mà núp ở một chỗ cách xa khoảng 4-5 thước khá an toàn, nhưng lão quản gia đã muốn đứng tim khi nhìn thấy đến cả trăm, thậm chí đến vài trăm con rắn đủ loại, đủ kích cỡ cứ lần lượt bò ra và chui vào bao tải. Đầy cái bao này, lão kia thắt bao lại rồi lấy cái bao khác, và cứ thế những con rắn không biết cơ mang nào cứ từ ở dưới cái lỗ hang nhỏ ấy bò lên như bị thu hồn lạc phách, không có một hành động gì khác thường. Cuối cùng khi bất ngờ lão nọ vừa mở mắt ra, vừa thở phào nhẹ nhõm nói một câu bằng thứ tiếng hết sức lạ. Nhưng lão quản gia cũng hiểu rằng lão ta tuyên bố mọi việc đã kết thúc. Lão ta xoa hai tay vào nhau, sau đó vỗ một cái phát ra tiếng kêu, âm thanh sắc lạnh, rồi đưa bàn tay hình như đã được thoa bùa hay thoa ngải gì đó, chụp vào đầu một con rắn lạ vừa bò ra khỏi miệng hang. Con rắn hầu như bất động, để cho bàn tay của lão này chạm phải rồi kéo nhẹ nhẹ theo kiểu như vuốt từ cổ xuống tới đuôi để chụp bắt lấy, mà hoàn toàn bị thuần phục bất động. Thế nhưng thật bất ngờ, khi vuốt qua khỏi cổ con rắn đó một chút thì lão đàn ông người Sim bất thần dừng tay lại, rồi như bị ai đó xô mạnh lão ngã bật ra sau cách hơn một thước. Lúc này con rắn kia cũng vẫn còn bất động, nhưng lão đàn ông thì như đang thất thần, cổ họng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Lúc này lão quản gia mới điếng hồn bước tới, nhìn kỹ và phát hiện ra trên lưng của con rắn lớn bất động kia có một con rắn nhỏ cỡ như đầu đũa ăn, mà con rắn này thì màu xanh nhạt pha những cái chấm đủ màu đang lấp lánh như lân tinh. Chỉ có con rắn nhỏ ấy là động đậy, còn con rắn lớn thì vẫn tiếp tục bất động. Linh tính một điều gì đó nguy hiểm sẽ xảy ra cho người đàn ông Simla kia, cho nên lão quản gia vội giật mạnh ông ta dậy, vừa kéo ông ta ra xa cái miệng hang rắn, vừa hỏi lớn. Nhưng hỏi gì thì lão nọ cũng chỉ lắc đầu, và mày thì xanh như tàu lá. Để rồi cuối cùng không nói không rằng, lão ta bước tới vỗ tay 3 cái, tức khắc con rắn lớn cộng con rắn con kia từ từ quay trở vô hang, tức tốc mất dạng. Rồi cứ tiếp tục như vậy, cả hai cái bao rắn đã được cột chặt miệng được mở ra, và từ từ những con rắn nhốt trong đó cũng được thả ra trở về nơi chúng trú ngụ. Chính lão quản gia sau đó đã kể lại với mọi người rằng ông thầy rắn kia chính là ông thầy Ngải được phái về từ nước Xiêm, chỉ để tìm cho được trọc phú họ Lâm. Nhưng lúc ấy họ Lâm đã qua đời sau một cơn bạo bệnh cách đó không xa. Còn lão ta khi quay về Sài Gòn thì cũng vừa lúc hay tin cô Ba Trà đang thập tử nhất sinh trong một bệnh viện gọi là nhà thương thí trong một cơn sốc thuốc. Nhưng chính ông quản gia hiểu rằng Ba Trà không phải do sốc thuốc phiện mà ra nông nổi ấy, mà thật sự là do bị Ngải hành. Bởi chính lão thầy rắn kim thầy Ngải kia trước khi về nước đã nói một câu bằng tiếng địa phương giọng Sài Gòn nghe lơ lớ: gieo cái gì thì gặt cái nấy. Đến chết vẫn kéo theo một người đàn ông bị họa lây. Phải chăng cô Ba Trà đã lạm dụng bùa ngải, dùng bùa ngải quyến rũ đàn ông, để rồi cuối cùng bị Ngải hành trở lại? Chỉ thương cho nhà trọc phú họ Lâm, chỉ vì quá đam mê Ba Trà mà bị họa lây. Ông ta mất gần hết sản nghiệp, mà một phần là do mua ngôi nhà đồ sộ kia, để rồi chết trong âm thầm lặng lẽ. Đệ nhất mỹ nhân chết trong chung cư cũ với tài sản duy nhất là chiếc ghế cũ. Về đoạn cuối cuộc đời của cô Ba Trà, cụ Vương Hồng Sển kể lại với tư cách một người trong cuộc, một người ái mộ và là người giúp đỡ cho cô trong những năm tháng cuối đời. Bỗng mấy chục năm sau, y như giấc chiêm bao, cô Ba Trà và tôi tình cờ gặp lại nơi sòng tài xỉu ở đại thế giới sau trận phong ba. Tôi thì đầu đã điểm xương nhưng rắn rỏi già dặn. Cô Ba thì mất phong độ năm nào, nhưng sau khi Tây Bắc mặt mừng, cô hỏi nhỏ: anh thấy nhan sắc của tôi kém hơn trước ra sao? Tôi tỉnh bơ đáp: đối với tôi chỉ biết cô là người hình chụp treo trong tủ kiến của photo Khánh Ký, đường Bonat, tức là đường Nguyễn Huệ ngày nay. Lúc tôi còn học ở trường Charles Loop, tức là Lê Quý Đôn ngày nay, mặc dù trời mưa gió, chủ nhật nào tôi cũng phải ra khỏi trường, đến ngắm tiên dung, rồi mới trở về trường ăn ngủ được, và đã khiến tôi trở thành thi sĩ. Nhờ câu ấy cô cười, hai hàm răng vẫn trắng đẹp như xưa. Cũng từ đó, cô thâu nhận tôi làm thư ký không nhận lương suốt một thời gian dài. Khi thì nhân danh cô để viết thư cho bà tòa Trần Văn Tỷ, khi thì mượn danh bà thầy trị Bình Trị Lê Minh Đường, cũng gửi thư khẩn thiết nhắc chuyện cũ, khi thì gửi cho đôi ba người khác, và lần sau cùng tôi gặp cô vào năm 1952. Nhờ cái công làm thư ký không lương ấy và sự cảm phục tấm lòng của cụ Vương, ông là người thứ hai sau nhà báo Trần Tấn Quốc được cô kể lại cuộc đời oan nghiệt của mình. Trong giai đoạn này cô vẫn nghiện nặng, 2 trong 4 cái tai hại nhất của con người là thuốc phiện và bài bạc. Khi túng tiền, cô nhờ cụ Vương viết thư cho các nhân tình cũ, nhắc nghĩa xưa xin giúp đỡ. Thư đi cũng có thư lại, nhờ đó thỉnh thoảng cô có tiền và lại vào sòng tài xỉu làm nghề cho vay bạc nóng. Cũng có lúc cô đánh ké vào tụ bài đang hên. Nhà cô ở trong một con hẻm sâu gần chợ Hòa Bình, nhưng cô sống âm thầm không cho ai biết. Khi cụ Vương hỏi cô cho vay nóng, có nghĩa là vay 2.000 đồng, mỗi ngày trả 200 đồng tiền lời, mà không sợ các công tử, các thầy giật sao? Cô trả lời: các cậu có bao giờ giật tiền của một con đĩ như tôi. Cô Ba Trà đã 3 lần có trong tay một số tiền gần 100.000 đồng. Với số tiền ấy, nếu biết lo xa, mua ruộng đất, cô có thể mua tới 3.000 mẫu ruộng, vượt xa một đại điền chủ của Nam Bộ thời đó. Huê lợi 3.000 mẫu ruộng có thể lên đến ít nhất 6.000 đồng một năm. Một số tiền mà người ta khó có thể mơ, nhưng cuối đời cô chết trong túng thiếu im lìm. Hết tiền, cô phải bán nhà và sống trong một xó chân cầu thang của một chung cư. Tài sản duy nhất là cái ghế bố cô nằm. Vương Hồng Sển kể về cái chết cô Ba như sau: mấy năm sau, tôi gặp ba Lưu, một bạn cố tri quen nhau từ thời Sóc Trăng, cho tôi hay là Trà đã mất từ lâu, chết trong tăm tối, Đạm Tiên có khác. Câu chuyện cô Ba Trà xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 5h30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20h trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.